Quý vị và các bạn định cư tại một địa phương không có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế, nhưng với sự chăm chỉ quyết tâm, dám nghĩ dám làm, người nông dân Trần Đức Tuyết ở xã Phước Cát 1, huyện Cát Tiên đã làm giàu chính đáng trên mảnh đất của mình với mô hình trồng ca cao và tiêu cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Vụ ca cao này, gia đình ông Trần Đức Tuyết ở xã Phước Cát 1, huyện Cát Tiên rất vui bởi vừa được mùa lại được giá. Đều đặn 6 năm nay, diện tích 1 hecta ca cao này luôn cho gia đình ông Tuyết nguồn thu ổn định từ 200 đến 250 triệu đồng một hecta. Số tiền này không phải là nhỏ đối với một hộ nông dân tại vùng quê còn khó khăn như xã Phước Cát 1. Ca cao thì nó có một cái lợi là hiện nay nó trồng là không phải dùng cái quỹ đất mới mà nó trồng xen dưới tất cả các cái loại tán cây. Nó là thuộc cái cây ở trong rừng nó đưa ra cho nên nó hợp ở dưới tán rừng, tán cây. Chứ nó mà trồng trắng ở bên ngoài thì năng suất nó không có cao, nó như vậy. Nhưng mà lại trồng cái cây ca cao rồi mình chăm sóc cây ca cao, bón phân cho cây ca cao ở dưới tán điều thì cây điều đều được hưởng. Đồng thời là cây sâu bệnh của cái cây ca cao với sâu bệnh của cây điều cùng chung một loài sâu bệnh thì mình mà bơm thuốc cho cây ca cao thì đương nhiên đó là cây điều sẽ được hưởng. Cùng với cây ca cao, hiện nay ông Tuyết còn mạnh dạn trồng thêm diện tích gần 1 hecta tiêu. Ông Tuyết chia sẻ, ngoài ca cao thì cây tiêu được trồng ở vùng Cát Tiên phát triển khá tốt, cho năng suất cao, khả năng chống chịu cao với một số bệnh thường gặp như riệp sáp hại rễ, bệnh chết nhanh và xoăn lá. Đặc biệt giá tiêu khá ổn định, dao động từ 180 đến 200 ngàn đồng một ký, cũng mang lại cho ông nguồn thu lớn. Cây ca cao trong thời gian trước thì cái giá cả nó rất là thấp, cho nên người dân nào cũng ít tập trung. Nhưng mà cái thời gian như bữa nay, giá ca cao tươi khoảng 4.800 đến 5.000 một ký. Giá ca cao mà hạt khô khoảng 60 đến 62.000 đồng một ký. Cho nên người dân cũng đã có cái chăm chú tập trung. Mà đặc biệt cây ca cao ở trên các đất Cát Tiên là chúng ta không phải là chúng ta trồng ở ngoài đất không, mà chúng ta trồng xen ở dưới tán điều hoặc một số cái cây ăn quả khác. Cho nên cái đây là một cái lợi thế cho người nông dân. Nếu như trước đây hai loại cây ca cao và tiêu diện tích còn ít, chưa phổ biến tại địa phương, thì đến nay toàn huyện Cát Tiên đã phát triển được trên 120 hectare ca cao, gần 5 hectare tiêu. Dự kiến đến năm 2020 sẽ nhân rộng lên 200 hectare ca cao và trên 100 hectare tiêu tại các xã Đức Phổ, Phước Cát 1, Tư Nghĩa, Gia Viễn, v.v. Để giữ vững cái này thì chúng tôi có cái tập trung chỉ đạo các cái địa phương mà có cái diện tích ca cao trồng xen dưới tán điều là không cho bà con nông dân chặt. Dù có thói diện tích này nó cái giá cả nó bấp bênh lên xuống gì đó, nhưng mà chúng ta cũng phải giữ ổn định được cái diện tích để làm cơ sở cho cái vấn đề phát triển kinh tế trong cái vấn đề trồng xen giữa ca cao và điều cũng như một số cây ăn quả khác. Theo nghị quyết đại hội đảng bộ huyện năm 2015, giá trị sản xuất nông nghiệp trên một đơn vị diện tích đạt từ 55 đến 60 triệu đồng một hecta, đến năm 2020 đạt từ 70 đến 80 triệu đồng. Để thực hiện được mục tiêu này thì rõ ràng những mô hình sản xuất hiệu quả mà hộ nông dân Trần Đức Tuyết đang làm rất cần được khuyến khích và nhân rộng trên địa bàn. Mà dễ lau chùi mà nó được chịu được cái nhiệt á, giống như mình đàn ông mà họ hút thuốc mà rớt cái tàn xuống thì không có cháy. Nó sạch, nó thân thiện với môi trường, dễ lau chùi, không có mùi tanh giống như gạch men.